Chào các bạn ha, hiện tại mình đang có mặt tại cống bảy cửa Trà Vinh nha các bạn. Tới giờ mở cống rồi nha các bạn. Cửa bên đó mở rồi nha các bạn. Cửa mở nha các bạn. Ghe vừa vô cống trước nha các bạn. Tàu xà lan vô nha các bạn. Wow, có ngoài máy có chiếc xà lan đụng chiếc ghe dừa kìa các bạn.
khác vô cống nha các bạn, mời các bạn xem nha các bạn.